Chiều nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị định kỳ cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị với sự tham gia của đội ngũ báo cáo viên Thành ủy, Ban Tuyên giáo các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, cộng tác viên dư luận xã hội thành phố. Nội dung tập trung vào hai chuyên đề: công tác khơi thông các nguồn lực thu hút đầu tư triển khai các công trình dự án động lực trọng điểm của thành phố và chuyên đề công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn thành phố thời gian qua và nhiệm vụ giải pháp thời gian đến. Theo đó, trong 3 tháng cuối năm 2023, thành phố tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố để tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và chủ đề năm 2023, năm tập trung khơi thông các nguồn lực thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.